đây chính là quán tủ cũ mà hôm nay tụi mình sẽ vô. Xin chào mọi người, mình là Khánh Ngân. Và sau khi tụi mình lượn lờ chán chê ở bãi rác cũng như là chụp ảnh ở công viên thì tụi mình sẽ tiếp tục đi ra cửa hàng đồ cũ gần đó. Từ công viên ra cửa hàng đồ cũ thì chỉ mất khoảng 10 phút để đi bộ thôi. Và cùng đi nha. Đây chính là quán đồ cũ mà hôm nay tụi mình sẽ vô. Phương mua bộ này về xong xem phim. Đây là một trong những chuỗi cửa hàng đồ cũ yêu thích nhất của mình. Ở đây mọi người có thể mua tất tần tật tất cả mọi thứ, từ những đồ trang trí nhà cửa nhỏ nhỏ, xinh xinh, cute, phô mai que, cho đến những vật dụng nhà bếp thông dụng này, các thể loại máy móc, bát đĩa lọ đựng. Nhiều cái nó kiểu nó rất là cổ kính á. Mình rất thích những cái bát đĩa, cốc chén cổ kính như vậy. Ngoài ra còn có rất nhiều món đồ nội thất từ nhỏ đến lớn, từ phòng khách, phòng ngủ đến nhà bếp, nhà ăn. Kể cả những món đồ trang sức, kính mắt, vòng cổ, nhẫn, tất tần tật mọi thứ. Cái gì cũng có luôn. Không vừa, mày cái này chỉ là món trò thôi. Món này chỉ là món trò thôi. Mày út thì rộng quá. Món này vừa. Đây mới chỉ là một nửa cửa hàng đồ cũ này thôi. Bây giờ tụi mình sẽ lên tầng 2 để lựa quần áo nha. Giờ là 5:25 và 5:30 quán trà sữa đóng cửa. Hai con mụi đang chạy đi mua trà sữa. Mình không chạy nổi nữa rồi. Còn 2 phút nữa đóng quán. Đây chính là hai cốc trà sữa mà nãy tụi mình mua size S. Bao nhiêu? 420 yên đúng không anh em? Nhưng không có tạp yêu cả, không có hạt trà sữa trân châu vì đã hết rồi. Vậy nên tụi mình đã đi siêu thị mua trà sữa trân châu. Thế nhưng cũng hết trà sữa trân châu, à không, không bán. Và tụi mình đã mua thạch nha đam để thay thế. Tôi sẽ ăn thử xem thế nào. Biết đâu lại thành một món mới đấy nhỉ? Ừ đúng rồi, cho vào rồi. Ôi dồi ôi, đừng như thế là bắn ra. Ôi, bé. Kiên vận làm gì bé? Nha đam và trà sữa không ngon như nhau. Cái này kể cả trà sữa trân châu đứng đây không, cũng không ngon cơ. Nóng chậm lắm. 420 yên. Tối nay thì mình sẽ nấu đặc sản LS City. À không, tối nay thì mình sẽ nấu cái gì? Tối nay mình sẽ làm món ăn. Ờ, được nhé. Tối nay thì mình sẽ nấu đặc sản xứ lạ cho bé với Phương ăn. Thì đấy là hai món. Một là cóng phù. Và cái thứ hai đấy là phóng dăm. Mình thề là cái đoạn này mình đã căn góc máy rất là cẩn thận và chỉnh mọi thứ để mình quay cho mọi người xem mình nấu hai cái món này. Thế nhưng mà nó không dính với nhau. Lý do mà chúng không dính với nhau ấy là tại vì mình mua phải bột gạo tẻ. Mọi khi thì mình mua cái bột mochi, bột gạo nếp á, nhưng mà chả hiểu sao lần này mình tìm mãi không được. Thế nên là mình mua cái bột dango. Xong bình thường mình ăn cái dango của Nhật mình thấy nó dẻo, xong mình nghĩ là thì đấy nó cũng là nếp kiểu gì đấy, mình mua mình nấu đại thôi. Nhưng không, đấy là bột gạo tẻ mọi người ạ. Đến lúc này thì mình mới biết là bột dango chính là bột gạo tẻ. Thế nhưng mà đã lỡ làm rồi thì mình cứ liều làm nốt hai cái món này thôi. Đây là cái bát cóng phù mình vừa nặn xong. Thả nhá. Luộc theo kiểu Tố Tiên Mách bảo, xong rồi bây giờ cảm giác nó gần như thả cái cúc vào. Xong loáng lên. Nên cái cúc nó ngót đi chứ mua mà thì nó đi. Thành quả. Đây nhìn có vẻ được. Nhưng mà không nếm thì không biết. Hai món này ngày hôm nay của mình thất bại thảm hại luôn. Và mình hứa là lần tới mình sẽ chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nhất và làm đúng chuẩn vị nhất để cho mọi người cùng xem nha. Hôm nay tụi mình sẽ ăn rất ngon. Ô, bây giờ mình không ăn cái kia trước, mình ăn nghe trước. Như kiểu như cái sốt trên nhà ấy.
Em sẽ thử miếng xôi trước. Nhưng không, ấy phải chấm vào đây mới ăn mới được. Em cứ ăn cái xôi gì rồi cái này cũng ngon. Ôi cái này mà có ít, ít ngô ấy, xong rồi ít bột đỗ ấy. Bột đỗ gì? Đỗ xanh á. Em đỗ xanh bột sự nghiền ấy. Xong ăn giống xôi xéo rồi nhỉ. Ngô á, ngô xéo ăn được ngô đâu. Ừ, xôi ngô hay xôi xéo. Xôi ngô xéo. Và em thích ăn xôi ngô. Không biết các bạn bán xôi được gần cửa thì sao không? Không biết nhá. Ừ. Còn bông trắng á. Ừ. Ôi cái bà ấy chết, sáng đi mua xôi bà ấy á, mệt chết rồi. Trên hàng tầm như tổ rồi. Em miếng đùi nhá. Ăn đi. Trước hàng luôn có được. Rẻ mà ngon nhưng mà sao rẻ thế nhở? Cái này gói là nó đúng không? Ừ, gói là nó thử đi. Nó cứ pha từ một canh ra. Mà cho nó cái gì á. Ui trời ơi. Không thể là thế nào. Sao lại càng ngày càng thế hả Vương? Mày nhìn này. Vốn nhất nó vẫn thế rồi. Đầu chút mà. Mày ăn xôi trước đi. Nghe nhịp là ngủ nhỉ? Ừ, ngủ chưa ấy. Thế rồi. Nó sao hết rồi. Thế rồi. Em đâu? Anh em ơi ăn hộ ấy. Bé. Anh em ăn đâu, anh em không ăn gì đấy. Vì cái này xôi. Thế để vào đó rồi chấm dần. Trời ơi. Thế làm sao ấy. Hai chúng mày làm sao ấy. Bảo cho thì không em ngồi với em dán hết lên. Đây chính là kho đồ cũ của bọn mình. Hôm nay đã mua được. Còn có cả cái này. Và cái dây chuyền này nữa. Hôm nay bọn mình mua toàn được đồ rẻ và xinh luôn. Đầu tiên là mình sẽ khoe. Đây là cái cốc mà bé đã tặng mình. Nhìn nó xinh không? Kiểu mình thích mấy đồ gốm sứ kiểu này ấy. Xong rồi cute ấy chứ. Màu cũng xinh. Đây là một bộ ấm chén sứ bé. Đây cái này à, giá 198 yên cả thuế này. Nghĩa là vào khoảng 40.000. Cái bộ đồ chơi xinh xinh này. Cái này bé mua để cho em gái bé. Em gái bé thích tầm mấy thứ xinh xinh này. Còn cái cốc này của mình bé tặng mình là 107 yên cả thuế. Kiểu một món quá hời luôn. Thực ra sứ của nó không phải cái sứ quá chắc đâu, nhưng mà vì nó quá xinh ấy, thế nên là cảm ơn bé. Còn đây là dây chuyền. Bé đòi tặng mình dây chuyền hay vòng cổ hay viên tai gì ấy, nhưng mà mình chả ưng được cái nào ấy. Đây là bé đã tặng Phương một cái dây chuyền như này. Và tiếp theo là đến phần quần áo. Thì đây là một cái váy, chân váy hoa nhí. Và mình thử cái này ấy, mình thấy rất là thích. Thì đây chính là dáng của chiếc váy. Đây là chân váy hình chữ A. Khi mà mình nhìn thấy cái này á, và sờ thấy cái này ngoài cửa hàng á, mình cực kỳ thích luôn. Kiểu gu của mình là gu hoa nhí ấy. Màu cũng rất là xinh. Mà chất vải thì mát, cũng không hề bị nhăn, không sợ bị nhăn. Ở đây nó còn có một đường cúc á, dễ thương dã man. Đâu ta? Đó, đường cúc buộc phải, xinh á. Nó rất là rẻ. 308 yên cả thuế, nghĩa là khoảng 60.000 cho một chiếc chân váy cực kỳ xinh như này. Và sau đó thì mình đã tìm được cái áo trắng. À, thì đây chính là cái chiếc áo trắng mà mình cũng rất là thích. Thực ra là cái này ấy, nó xuyên thấu mọi người ạ. Nên là mình vẫn chưa nghĩ ra là sẽ mặc gì bên trong nó. Nhưng mà nhìn cái cổ nó này, bánh bèo này, bèo nhún này, xong cái cúc kiểu ngọc như này nhá, nhìn rất là tiểu thư. Xong tay cũng tay bồng bánh bèo, cái là tay lửa. Và mình thấy nó cực kỳ hợp với cái chiếc váy nhỏ của mình. Ngoài ra khi mà mình mặc cái áo này khoác ngoài với những cái váy hai dây khác của mình á, thì mình thấy cũng rất là hợp luôn. Thế nên là mua một cái áo trúng rất nhiều đích. Duyên phối lên cho mọi người cùng xem nha. Em nhìn này nhìn xấu hơn. Nhìn xấu hơn bên ngoài á. Đây. Tốt. Nhìn cũng hợp đúng không? Mọi người biết giá cái chiếc áo này là bao nhiêu tiền không? Một chiếc áo như mới. Có giá 858 yên.
quá xinh cho một món hời. Chiếc váy maxi. Thực ra là nó xuyên thấu các bạn. Đây là màu đen và hoa nhí trắng như vậy. Mình cứ thích cái gì hoa nhí ấy, mình đều thích ấy. Xong ở đây là cái đường bèo nhún phồng này. Đấy, mặc cute cực. Tay thì cánh rơi như vậy. Giá của nó rẻ sốc, 528 yên cả thuế. Ô, cũng xinh nữa luôn. Đó. Và thêm một cái váy của Phương nữa, một cái maxi đi biển của Phương nữa. Thì mình sẽ cho mọi người xem. Đây là maxi mới tậu ở cửa hàng đồ cũ. Bao nhiêu tiền Phương? Rẻ. Bộ này rẻ. Cái kia đắt hơn. Và video tuần này của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye.